khỏe như thế này là mừng rồi, mừng lắm. Đây kỷ niệm của ông đây này. Đấy, ông để lại cho bà đấy. Chả có gì. Để lại cho bà cái được sức sức răng đấy. Mình có bao nhiêu cái lược đâu không? Mẹ đi Trung Quốc về cho mẹ vẫn đang nguyên. À, nhưng mà cứ thích trả cái lược này. Thích trả cái lược. Em mua cho chị cái lược khác. Lược... không. Lược... ông để lúc nào? Thời hôm nay bây giờ mới có mang ra này. Đâu, vẫn dùng mấy năm rồi. Tóc cho ông cũng mặc cái lược này. Úi dồi. Mà là... mình đi làm thì chả biết gì. Tôi cũng cắt tóc. Bà cả đi... lúc ông đi là ông mà cắt cho ông tóc hết chứ gọn gàng. Thank you.